Bộ Quốc phòng Ukraine ngày hôm qua ra thông báo cho biết tàu hải quân Auvergine D-654 của Pháp đã cập cảng Odessa tại Biển Đen và dự kiến sẽ neo lại tại đây tới ngày 28 tháng 12. Auvergine D-654 là con tàu hiện đại nhất của Hải quân Pháp, đi vào hoạt động từ tháng 2 năm 2018 và được trang bị các khí tài điện tử hiện đại hàng đầu. Theo hãng tin Sputnik của Nga, Auvergine đã trở thành tàu NATO thứ 10 đến thăm Odessa trong năm nay, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang về vấn đề Ukraine. Viện Công nghệ Ấn Độ Kanpur dự báo biến thể Omicron nhiều khả năng đang gây ra làn sóng dịch thứ 3 ở nước này. Theo đó, đợt dịch mới có thể đã bắt đầu từ khoảng giữa tháng 12 và sẽ đạt đỉnh vào tháng 2 năm tới. Dự báo được đưa ra dựa trên mô hình phân tích các dữ liệu từ hai làn sóng dịch trước đó ở Ấn Độ và tình trạng gia tăng ca mắc Omicron hiện nay. Ấn Độ đã phát hiện gần 360 ca nhiễm biến thể Omicron tại 17 bang và lãnh thổ liên bang. Tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này đang chạm mốc 34,77 triệu với khoảng 7.000 ca mắc mới mỗi ngày.